Tiêu Đạt, Bổng Lâu, ngủ chưa? Vẫn chưa. Nói chuyện tí không? Nói gì cơ? Ta muốn hỏi, có phải ngài cảm thấy ta rất đẹp, rất xinh xắn không? Gì cơ? Ta bảo là, có phải ta rất đẹp, rất xinh xắn không? Ngài đang âm thầm thích ta đúng không? Ta nghe không hiểu. Nghĩa phụ ta đâu? Chủ tử của ta đâu? Trưởng Ấn, nơi xuống giang sông rồi. Nương nương cũng nơi xuống giang sông rồi. Cái gì?
Nghĩa phụ. Chủ tử. Nghĩa phụ. Tiêu Đạt. Tiêu Đạt. Tiêu Đạt tỉnh lại đi. Tiêu Đạt, mau tỉnh lại đi. Nhà trúc đơn sơ ngoài cảnh quan thành. Tiêu Đạt. Tiêu Đạt. Làm sao đây? Phải làm sao đây? Rút tên. Rút tên ra. Rút tên ra là không sao rồi. Trà Hương Đường. Đừng cử động, đừng cử động. Người làm gì thế? Đừng cử động. Ta đang rút tên ra. Ta phải rút tên ra trước đã. Ta mới là người trúng tên mà. Người kêu cái gì? Ta thấy người đau mà không kêu, nên kêu giúp mấy tiếng thôi. Vậy, vậy làm gì tiếp theo đây? Ta biết rồi, ta biết rồi. Ngài, ngài ấn vào đây đã. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Ngài giữ nhé. Đừng lo lắng. Không sao, không sao đâu. Chắc chắn là không sao đâu. Cứ yên tâm, đợi lát nữa ta băng bó lại cho. Băng bó, băng bó. Còn đau không? Không thấy đau nữa. Không đau là tốt rồi. Không đau là tốt rồi. Vậy ngài ấn đã nhé. Cầm, cầm máu đã. Cầm được máu là ổn. Uống ít nước đi. Cẩn thận đấy. Này. Đây là gì thế? Xem chất liệu chiếc bình này, tinh tế trơn mượt, nhìn là biết không phải dược tầm thường rồi. Bên trong có bảo bối gì thế? Ta thuốc. Thuốc á? Cũng phải ha. Làm gì có chuyện trưởng ấn của triều đình ti không mang theo mình một ít thuốc thập toàn đại bổ có thể cải tử hồi sinh. Uống hai viên đi. Nào, thêm chút nước. Sao rồi? Ăn thêm đi. Nào, uống nước vào. Thế nào rồi? Mấy tên thủy tặc kia không đuổi theo, có phải chúng ta đã an toàn rồi không?
Đám thủy tặc đó không phải thủy tặc bình thường đâu. Ta phát hiện ra thân thủ của bọn họ không phải kiểu tập nham bên ngoài. Hơn nữa lần tập kích này cũng có kế hoạch, cách thức. Điều đáng nghi hơn là bọn chúng không nhắm vào tiền tài, chỉ một lòng muốn lấy mạng ta. Xem ra thủy tặc là giả, thích khách mới là thật. Là Nam Uyển Dương cử tới sao? 10 phần chắc chín rồi. Ngày tới Tây Thục là phụng theo thánh chỉ, hắn dám ngang nhiên chống lại triều đình sao? Chính vì ta phụng thánh chỉ tới nên hắn mới e dè ta có mục đích khác, e ngại thánh chỉ, nên bề ngoài thì không dám làm gì ta. Nhưng điều đó cũng không ngăn được việc chúng muốn lén lấy mạng ta. Chỉ là bọn chúng quá coi thường ta, cử toàn mấy kẻ giá áo túi cơm đến. Nếu đổi thành ta thì giờ cái người mang tên Tiêu Đạt đã về với các bụi lâu rồi. Thôi nào, ngài đã thấy này rồi, đừng có đi so sánh với mấy việc này nữa. Chẳng phải chỉ định ti các ngài dành chuyện thiên hạ lắm mà. Nam Uyển Dương tấn công ngài thế này mà không có lấy tay mật thám báo trước cho ngài một câu à? Người nghe mấy chuyện này đâu ra vậy? Chu Định Ti nào phải thần thánh, làm sao có thể không gì không biết được. Nam Uyển Dương thủ đoạn không vừa, nội gián những năm qua Chu Định Ti cử đi, không có ai còn sống cả. Đương nhiên ta sẽ không biết gì về hành động của hắn cả. Không biết thì không biết, ngài còn đắc ý cái nỗi gì? Giờ tình thế nguy nan thế này, phải làm sao đây? Hay là đừng đi nữa? Người không phải lo đâu, chỉ cần chúng ta bước vào địa giới Tây Thục, hắn sẽ khó mà làm gì được ta. Chỉ cần ta gặp vấn đề gì, hắn đều không gánh được liên đới. Vậy chúng ta mau tới Tây Thục thôi. Đi đi đi, đi khẩn trương. Sao thế? Đi nào. Sao vậy? Ngài vẫn ổn chứ? Vết thương của ta hơi nặng, không nhúc nhích được. Chẳng phải ban nãy ngài vừa uống thuốc thập toàn đại bổ, vô cùng quý hiếm à? Lẽ nào không phải loại thuốc cải tử hoàn sinh, một có thể chọi 10, chọi 20 như trong sách hả? Ta cũng là người mà, bị thương cũng phải nghỉ ngơi chứ. Ta thấy ở đây dấu vết người ở rất ít, hẳn là chỗ nghỉ chân tạm thời của ngư dân. Giờ cũng không phải mùa đánh cá, chúng ta tạm thời trốn ở đây hẳn là sẽ không có chuyện gì lớn. Nên đợi Tàu Xuân Án và Thất Lan tới tìm chúng ta thì hơn. Vậy được, ta nghe theo ngài. Chỉ là có chuyện phải để người chịu thiệt thòi một chút. Đã ra ngoài thì giữ mạng mới là quan trọng. Thiệt thòi cái nỗi gì chứ? Là gì nào? Ngài cứ nói đi. Ngài có lạnh không? Đỡ hơn chút nào chưa? Vẫn còn chút chút. Ấm hơn nhiều rồi. Lúc còn nhỏ, mẹ cả cắt bớt đồ của mẹ ta. Trong nhà lúc nào cũng thiếu than, thiếu chăn đệm, cống tới mức ngủ không yên giấc. Mẹ ta bảo chờ khi ta trưởng thành, ngày nào cũng sẽ có chăn ấm, nệm êm,
có canh nóng, có điểm tâm khuya. Giờ ta cảm thấy hóa ra không có những thứ ấy cũng chẳng quan trọng. Có ngài là đã thấy ấm áp lắm rồi. Có nương nương ở đây, ta cũng ấm áp hơn nhiều rồi. Sao lại gọi nương nương nữa thế? Giờ chúng ta không ở kinh thành, đừng có nương nương với nô tài gì nữa. Ta không thích. Ngài đổi lại đi. Ngài gọi tên tục của ta cũng được. Tên tục của ta là Trạc Anh. Trạc Anh, sóng nước trong xanh, có thể gột rửa tua mũ của ta. Tên chữ của ngài là gì vậy? Trạc Anh. Người đã từng đọc Trạc Anh tập thuật của Tư Không Đồ bao giờ chưa? Quang Vinh hiển hiện tại tương lai, hối hận là vướng mắc với quá khứ. Ta tên là Phương Tương. Phương Tương, tương lai sắp tới. Đề Bạc Anh Tài. Trạc Anh, khéo quá vậy, đồng âm với tên tục của ta này. Ngài cười cái gì? Chọc ta đấy à? Không phải ta cố tình không nói với người. Hồi còn nhỏ, quê ta gặp nạn châu chấu, người thân cũng lần lượt qua đời, chỉ còn lại ta và đệ đệ, cho nên không có trưởng bối đặt tên chữ cho ta. Ta xin lỗi. Trạc Anh, không phải ngài ấy cố tình dây dưa với mình ở chỗ nhỏ bé này chứ? Ta rất thích hai chữ Phương Tương này, đọc lên giống như có hy vọng vô tận, tương lai vô tận. Ngài dùng luôn từ này làm tên chữ sau này của mình đi. Con người ta vẫn cần tên chữ mà, chỉ để người thân thiết gọi thôi. Trạc Anh, Phương Tương.
Làm mơ à? Bộ âm lâu, mày đúng là cầm thú, dám mơ loại mơ này cơ đấy. Đúng là háo sắc quá mức, coi thường luật lệ. Thân là một thái phi mà lại đi mơ tưởng tới tiêu chuẩn ấn người ta. Cái suy nghĩ kiểu gì không biết. Đúng là sắc đẹp làm mờ con mắt. Ơ mà mới sáng ra, người đâu rồi? Đừng cử động. Sắc mặt nhợt nhạt, mắt có quầng thâm. Ngài ngủ ngoài này cả đêm đấy à? Sao lại không vào trong thế? Ở ngoài mát mẻ hơn. Lẽ nào tối qua ta... Không phải, ngủ ngáy à? Trước đây đồng dân còn nói với ta, tướng ngủ ngáy của ta chán lắm, ngủ cứ nghiến răng, mà ta còn không tin. Xin lỗi ngài nhiều nhé. Giờ ta sẽ đi câu cá, nấu canh cá cho ngài, bồi bổ, coi như tạ lỗi. Sao thế? Tự dưng ta nhớ ra, ta không biết câu cá. À, còn một câu hỏi, ta không biết có nên hỏi không? Đã một canh giờ rồi đó, rốt cuộc ngài có biết câu cá không vậy? Không biết. Vậy ngài bày đặt tạo dáng dữ vậy làm gì? Không phải cố ý, khí chất là trời sinh. Ngài đang cố tình đọ lanh trí với ta đấy à? Hay là ngài soi mặt xuống nước, bán tí nhan sắc đi, xem có con cá cái nào tự nguyện mắc câu không. Đây cũng là một cách. Con cá này là cá thật à? Chắc vậy đó. Không ngờ tên ma đầu giết người không chớp mắt này làm cá cũng đỉnh như vậy. Giờ ta sẽ cho ngài mở rộng tầm mắt này. Ngon. Xong rồi à? Xong rồi.
ca. Này, không hổ là món canh do ta vất vả nấu ra. Miếng nào cũng thơm ngon thế này, miếng nào cũng thơm ngon thế này. Canh người nấu á. Người chỉ vất vả cho người phải nấu cho ta ăn rồi. Cảm tạ nhé. Chuyện nên làm mà. Đưa mua cho ta. Để lại cho ta ít cá. Ăn nhiều vào. Nghĩa phụ, chủ ngân, nghĩa phụ, chủ tử. Hình như họ thấy mình xong, không hào hứng cho lắm vậy. Hay là mình về đi. Sao thế? Lần nào ngài gặp phải chuyện khó khăn cũng đều sờ chiếc nhẫn đồng đó cả. Có chuyện này ta phải nói với người. Người có nhớ thanh đao kia của ta tên gì không? Đẳng Hoạt, đứng đầu trong 8 địa ngục nhiệt. Cái tên Đẳng Hoạt giống như số mệnh bị Diêm Vương định đoạt vậy. Cả đời chủ nhân của nó chẳng ai có kết thúc tốt đẹp cả. Ta e rằng mình cũng không ngoại lệ. Ta vào Chu Định Ti và nắm chặt lấy nó là bởi vì ta có một chuyện không thể không làm. Có lẽ chờ xong việc rồi thì ta cũng không về được nữa. Vậy ta tiễn ngài đi. Tối nay ngài vẫn về chứ? Có cần ta để cửa cho ngài không? Vẫn chưa hiểu được ý ta à? Ta hiểu chứ. Có thể ngài sẽ chết. Vậy người không ngăn ta lại sao? Ta có thể cản được sao? Đến mạng mà ngài còn liều, lẽ nào lại buông bỏ được chuyện mà mình muốn làm sao? Không bỏ được. Nhưng mà người không lo lắng cho ta chút nào à? Ta lo chứ. Vậy nên ngài nhất định phải quay lại. Lúc ta tới Canh Lăng chẳng có sách gì để đọc, nên ngày nào cũng đọc kinh Phật. Ta phát hiện ra Đẳng Hoạt còn có một cái tên khác là Canh Sinh. Sau khi trải qua 3000 địa ngục, chết đi rồi còn sống lại, ta đợi ngài trở về. Biết đâu tới lúc đó ngài có thể buông được thanh đao ấy xuống, sống lại lần nữa. Còn một quả cuối cùng thôi. Ngọt lắm. Cho ngài đó.
đang có thương buôn bộ phương tương dẫn vợ từ Thanh Châu đến Cẩm Quan Thành buôn bán. Cho qua. Ta lớn lên ở Cẩm Quan Thành từ nhỏ, lâu rồi không trở về, mà nơi đây vẫn sệt như lúc trước. Sợ là Nam Uyển Dương không thể ngờ được người của hắn ở bên ngoài lên trời xuống đất tìm chúng ta, mà chúng ta đã vào Cẩm Quan Thành rồi. Ngài đúng là cha đẻ quý đồ, tổ tiên của quỷ kế. Ngài cứ bận việc của ngài đi. Quá ra nương nương lén lút là để hẹn riêng với người ta ở đây à? Ngài nghe ta giải thích. Giải thích đi. Ngài có thể giúp biểu ca, giúp huynh ấy rời khỏi Minh Dính Lâu không? Không cần. Hắn là Tiêu Đạt đúng không? Khi ức bán thân của ta nằm trong tay Dương gia, không ai giúp được đâu. Chặt anh, muội cũng không cần xin xỏ ai hết. Ân lớn của Tiêu Chưởng Ấn tại hạ không nhận nổi. Biểu ca, công tử, Dương gia lại cử người đến mời ngài sang phủ chơi đàn. Mời bọn cái gì? Ai thích đàn thì đàn đi. Biểu ca huynh đừng đi. Người đừng đuổi theo nữa. Nếu hắn tự ý rời khỏi Minh Dính Lâu mới khiến Nam Uyển Dương sinh nghi. Người yên tâm, đợi trừ khử được Nam Uyển Dương, ta sẽ khôi phục sự tự do cho biểu ca của người. Chúng ta về nhà đi. Về nhà nào? Đương nhiên là về nhà chúng ta rồi. Tiểu diện giang sông mộng dân hiên. Đây, vào xem đi. Dựng cái giường rồi à? Hôm đó khi rời đi ta thấy người tiếc, nên ta đã mua lại chỗ này. Hơi hơi sửa lại một chút. Bài lá, ta đã tìm người tính rồi. Nơi này phong thủy tốt, dựng tài vận, hợp đánh bài. Nghĩ chu đáo thật đấy. Thế người còn muốn đến chỗ khác đánh bài nữa không? Ta có thể đi đâu đánh bài được chứ? Ta mới chỉ đến Minh Dính Lâu một lần, sao ngài cứ phải lấn cấn chuyện này mãi vậy? Chim kìa, bay mất rồi. Mệt chết đi được. Tiêu Đạt, đói rồi.
Lần này Trưởng Ấn lại triệu tập chúng ta, chắc chắn là có nhiệm vụ quan trọng. Tất cả phải hết sức tập trung tinh thần, rõ chưa? Rõ. Trưởng Ấn, có dặn dò gì? Mua đồ ăn khuya. Không hợp khẩu vị à? Ngon thì cũng ngon, tiếc là không phải món ăn khuya. Có máu có thịt đậm chất Tây Thục. Vậy món gì mới là món ăn khuya? Có máu có thịt đậm chất Tây Thục. Ớt xào, ba tưởng heo xào mì gà, gà cây, lòng heo rán, tiết canh xào lòng. Toàn những món ta thích. Chủ quán, cho một phần cơm chiên trứng, lát nữa lại làm cho ta một phần gà cây gói mang về. Có ngay. Ăn đi, đừng khách sáo. Đây, mì sốt lạnh đây. Nào nào nào. Chủ quán, lát nữa ra đằng trước, mua giúp ta một bát canh chân bò hầm, rồi mì xào giòn nghi tân với mì cay nữa. Mua thêm đọt đậu bo luộc với một phần gà bo bo nữa. Được, ta đi ngay đây. Đợi ta một lát. Được. Đọt gì? Gà gì? Kệ đi, mang đi. Để ta đuổi nó đi. Khỏi. Làm như ta sợ chó không bằng. Người đừng mãi cho chó ăn thế chứ. Người cũng ăn đi. Nào. Người làm gì vậy? Gói mang về. Ở Tây Thục chỉ có một nguyên tắc để kiểm tra xem được món ăn có ngon hay không, đó là xem thực khách có mua về nhà để nấu mì hay không. Đấy là sự tôn trọng lớn nhất mà người Tây Thục dành cho món ăn. Sáng mai ta nấu mì cho ngài. Đi thôi. Cô nương, ăn xong đừng bỏ cuốn con lại chứ. Làm người ai làm thế? Có phải chó của ta đâu. Cô nương, không phải chó của cô là sao? Ta thấy cô cho nó ăn rồi. Nam nhân của cô thì toàn đút cho cô ăn. Người ta là nam nhân của cô. Thế thì chú chó này chắc chắn cũng là chó của cô rồi. Cô mau đưa nó đi đi. Chú chó này có duyên với người đấy. Bé nói về nhà đi. Đừng để một con chó lừa như thế chứ. Đây là chuyện tốt. Kể từ hôm nay chúng ta đã là người có chó rồi. Đặt tên cho nó đi. Lúc nãy nó nhìn ta bằng ánh mắt cún con. Chi bằng gọi nó là cún công công đi. Tên hay lắm. Gọi là cún công công. Cún công công. Người với nó cũng giống nhau ghê. Nghe nói ta là chó hả? Nghe mới là chó. Gọi đi. Gọi gì? Cha.
Hình như ta quên mất một chuyện. Chuyện gì? Ta quên gói gạt cây mang về rồi. Ai đấy? Ta đây. Người có chuyện gì à? Ta không ngủ được, qua đây ngủ với ngài. Khuya rồi mà ngài vẫn đốt hương đuổi muỗi à? Chỗ này hẻo lánh, lại gần sông, muỗi bu nhiều hơn bình thường. Ta lo buổi tối người bị muỗi đốt. Ta nói mà, chỉ cần có ngài ở bên là ta lại thấy vô cùng yên tâm. Chúng ta cứ giống như lúc ở ngôi nhà nhỏ ven sông đi, có được không? Đừng nghịch. Ta có ý đồ xấu gì đâu. Giường ngài rộng thế này, chúng ta cùng nằm nói chuyện với nhau đi. Có nóng không? Hơi nóng. Em là người càng khó ngủ hơn rồi nhỉ? Lần trước ở ngôi nhà nhỏ ven sông, hình như ta ngủ dưới đất thì phải. Ngày mặc nhiều lớp như vậy nóng là phải. Buổi tối gió lạnh, vậy là lạnh rồi. Ta sưởi ấm cho ngài. Ngài thơm quá. Chẳng phải ngài nói là sẽ nói chuyện với ta à? Sao ngài không nói gì hết vậy? Người muốn nói chuyện gì? Nói chuyện nếu ngài không tiến cung thì bây giờ ngài đang làm gì đi? Chưa bao giờ ta nghĩ tới chuyện đó cả. Nhưng ta thì có. Nhưng ta thì có. Ta từng nghĩ, nếu ngài không tiến cung thì với tuổi của ngài chắc đã thành thân rồi nhỉ? Không chừng còn có cả con rồi. Nhưng với tính cách của ngài,
chắc chắn sẽ không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ và bà mối đâu. Chắc ngài sẽ lấy một cô nương mà mình thích nhỉ? Thế ngài thích người như thế nào? Mạnh mẽ, hiên ngang, như Uyển Uyển, hay kiều diễm, quyến rũ như Mộng tỷ tỷ, hay là giống như ta? Không nói thì thôi. Đã giờ này rồi mà nghĩ phụ vẫn chưa dậy cơ à? Tào Xuân Án, có thấy chủ tử nhà ta đâu không? Chủ tử của muội không ở trong phòng mình à? Tối qua ta đã khuyên nhủ cho thắm giải thích cho hiểu, nương nương thấy rất có lý nên tự đi suy ngẫm cả đêm rồi, chỉ là không biết đi đâu để suy ngẫm. Đừng đứng đó nữa, mau đi tìm giúp ta với.
Cái nhà này chỉ có mấy gian phòng, chủ tử của muội không ở trong phòng mình, chẳng lẽ lại ở trong phòng của nghĩa phụ ta? Chào. Ê, áo này. Cảm ơn. Vào đi. Chủ tử.